Vâng, tiếp tục là em chào tất cả các bác nha. Các bác theo dõi kênh của em thì cũng đang xem video này. Thì đây là con Sony. Thì trước mắt các bác đó là cái hãng Sony kia logo to đùng này, rất là sắc sắc nét. Đây là con giải mã DAC nha các bác. Giải mã DAC để chúng ta dùng để làm gì? Chúng ta dùng để nghe nhạc mạng, nghe nhạc từ laptop, từ TV, từ điện thoại. Chúng ta nếu từ điện thoại và laptop chúng ta kém qua đường analog, tại vì những con giải mã này nó tích hợp tất cả các cổng giải mã DAC analog, và nếu chúng ta nghe từ TV hiện đại bây giờ nó có cổng optical, có người là gọi là cổng quang đó các bác, cổng quang, cổng âm thanh quang, thì chúng ta phải vẹn qua cái phần optical đấy, nó chuyển qua optical. Còn cổng coaxial thì nó sẽ chuyển qua cổng coaxial, còn cổng analog là chúng ta cổng bóng sen thì dùng điện thoại, laptop vân vân. Em đang bật cái chiều DA đây, 48Hz nha các bác. Dòng này là được hãng Sony thiết kế rất là đẹp và rất dễ phối ghép. Đó là model là 57IS, là đàn anh của con 55IS mà em giới thiệu vào chiều. 55IS thì em đang chào giá với các bác là 5 triệu, còn 57IS là giá 6 triệu 500 ngàn. 6 triệu 500 ngàn. Con 57 thì nó có hồi gỗ nha các bác. Con này rất là thích hợp ghép với những con CD như là 338ISD này, hoặc là những con Sansui 707 được cát Shallow 7, 707 lợi trao vân vân. Nó màu đen rất là sang, và hàng về tuyển chọn đẹp xuất sắc nha các bác. Giá trên đã bao gồm phí ship và bộ dây quang. Bộ dây quang dài 1,5 m để các bác kém từ TV xuống này. Đây là hồi gỗ phía bên phải của sản phẩm nha, phía trên. Nói chung là con này đẹp keng, không một vết trước nha các bác, rất là mới. Thì nó là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng, nhưng mà hàng tuyển rất là kỹ lưỡng này. Các bác thể thấy được đồ đẹp nha, hàng tuyển rất là kỹ lưỡng nha. Hàng bên em rất là kỹ lưỡng về khâu chu và tuyển hàng. Thì đây là phía sau của sản phẩm, nó bao gồm là cổng, cổng này là cổng line-in, cổng kém đường lock giải mã, còn cổng này là cổng út đường ra âm thanh để xuống âm ly, cổng này là cổng cổng quang, và là cổng coaxial, cổng quang kém từ TV xuống này. Chúng ta dùng đường dây quang này cắm vào đấy, điện 100V nha các bác, đường 100V. Rồi 6 triệu 500 ngàn, các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Các bác sở hữu được một con giải mã DAC dùng để nghe nhạc mạng, nhạc online vân vân, nhạc từ YouTube thì rất là hiệu quả. Và tiếng của Sony nó cho ra âm thanh rất là treo và sáng tiếng, rất là dễ nghe. Trong cái tầm giá này thì các bác khó mà kiếm được cùng con DAC hay như con dòng Sony 57S. Rồi em thân ái xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.